Hello, anh em xin kính chào các bạn đã trở lại với kênh Beta Game Minh. Thì trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá một cái con boss rất là mạnh các bạn, boss mà ít người biết tới ha. Thì con boss đó có tên là Hoắc Khắc này. Đó, hiện tại thì mình đã triệu hồi thử nó ha. Nó đánh rất là khủng bố nha các bạn. Thử. Trời ơi ghê chưa? Đó nó đánh cái chiêu này này mạnh, chiêu của thiên nhận này, đó nó đổ rất là mạnh luôn ha. Muốn sống phải né cái chiêu đó nha. Thì trước tiên mình sẽ ra mình tiêu diệt nó xem ha. Con boss này rất là khủng bố. Ôi né. Né né cái chiêu này bạn ơi, không chết đấy, chết đấy, chết đấy, chết đấy. Có cái chiêu đó rất là khủng. Còn đứng đã đánh thì gọi lưu tinh thì mình có thể xong rồi ha. Trời đi dính bùa có thiết dẫn thì nhớ thôi xong rồi. Dính cái bùa rồi bút cái chiêu kia là hết sống rồi mẹ, hết cứu luôn rồi. Quá dữ luôn. Nó mạnh dã man rồi. Ây da. Rồi mình sẽ tiêu diệt nó đấy. Đó. Chết queo rồi. Nhưng mà nó không có rớt đồ gì cả. Bởi vì cái phần drop rate của nó hiện tại thì mình chơi trên bản 8.2 nó chưa có được chỉnh sửa lại ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha cách để triệu hồi cái con boss này và cái chỉnh cái phần thưởng của nó ha. Thì cái con boss này nó xuất hiện từ năm 2010 của Vina Game các bạn đó, ngày 28 tháng 8 năm 2010 này nó xuất hiện con boss Hoắc Khắc cùng với cái con ngựa siêu quang ha. Đó là cái thời điểm nó xuất hiện thì nó sẽ tự động xuất hiện lúc 22 giờ mỗi ngày ở bản đồ mạch Bắc Thảo Nguyên ha. Đó, thì nhưng mà nó xuất hiện một thời gian ngắn rồi sau này thì Vina Game đóng của bạn không có cho mở được cho nên cũng khá là ít người biết tới nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cho nó 22 giờ nó xuất hiện ha. Ok, trước khi bắt đầu hướng dẫn thì mình có một cái chia sẻ nhỏ với các bạn ha, một cái tin buồn các bạn. Thì cái kênh của mình đã bị YouTube nó tắt chức năng kiếm tiền rồi các bạn, bị dính một cái gậy bản quyền nhạc những cái clip cũ mình đăng đó. Lúc đó mình cũng không có thấy bản quyền gì hết, tự nhiên đùng cái nó cấm luôn các bạn, trời quá là đớn đau. Thì mình hy vọng ha, các bạn cố gắng giúp mình mỗi clip cho mình xin một like này, một bình luận này để cho cái clip nó tăng cái tương tác lên ha. Chứ bị Google nó bị YouTube nó cho cái vô cái danh sách hạn chế rồi bạn, bây giờ không có kiếm tiền được nữa, khá là buồn, chắc phải mấy tháng sau nó mới cho mở lại ha. Cho nên mình rất là hy vọng anh em giúp đỡ mình ha. Ok, trước tiên mình sẽ thoát game ra ha. Rồi đầu tiên các bạn đăng nhập vô cái phần mềm WinSCP ha. Thì cái phần mềm này chắc là các bạn nào cũng biết sử dụng rồi. Nếu anh em nào mà chưa biết dùng thì có thể xem lại những cái clip cũ hoặc mình đã hướng dẫn tương đối kỹ rồi đó. Ok, các bạn chuyển cho mình cái đường dẫn là Home GX này, Server 1 này, thư mục Script nha. Tiếp theo là thư mục Global này. Tiếp theo là thư mục NPC, NPC này ha. Đây, các bạn để ý cho mình cái file có tên là huke.lua này. Đó, mở nó lên ha. Thì ở đây nó có cái hàm gọi boss này các bạn, cái hàm con huke init này, nhưng mà nó bị ngắt rồi không cho chạy ha, bởi vì nó có một cái dòng do return end này. Thì để cho nó chạy á thì các bạn gõ hai cái dấu gạch ngang ở trước đó để cho nó comment cái dòng lệnh này lại, không có tác dụng nữa, hoặc là các bạn xóa luôn cái dòng này cũng được ha. Ok, rồi sau khi thêm hai cái dấu gạch ở trước rồi đó thì các bạn lưu lại ha, hoặc là xóa đi cũng được, lưu lại. Rồi các bạn kéo xuống dưới ha, các bạn để ý cho mình cái dòng cái con NPC này, nó khắc này, nó có cái ID là 1584 ha. Thì mình sẽ chỉnh cái drop cái rớt đồ của nó, ID 1584 mình nhớ là được rồi. Ok, các bạn mở cái thư mục client game của mình lên ha. Ổ đĩa app này các bạn để ở đâu thì mở lên nha, sheet 8.2 này, client. Thì hình như là cái bản 6.0 là nó có drop này các bạn, không cần sửa ha. Còn với bản 8.2, 8.0, 8.2 thì các bạn sửa thêm nha, bởi vì cái con bot này nó chưa được khai báo cái rớt đồ. Ok, các bạn mở cho mình từ một setting này, rồi kéo xuống dưới ha. Tìm cho mình cái file có tên là npcs.txt ha. Các bạn kích chuột phải này, chọn mở bằng Microsoft Excel. Ok, rồi mình sẽ chuyển chọn tất cả này, chuyển sang cái font cho nó dễ nhìn ha, trong VnArial. Ok, rồi các bạn kéo xuống cho mình cái dòng 1
586 ha, lúc nãy ID con bot là 1584 thì cái dòng của nó là 1586. Đây, cái dòng 1586 thì cái tên của nó là cái tên tiên tàu, nó chưa có dịch thì mình sẽ dịch lại chữ Hoàng Khắc đi cho dễ biết ha. Chữ kiểu gõ TCVN3 ông ghi là Hoàng Khắc đi đó, sau này để mình dễ biết mà, chứ nó hiện tại là tiên tàu đó. Ok, mình chọn cái dòng này ha để cho mình biết rồi, mà kéo kéo về sau nha, kéo kéo về sau tới cái dòng bao nhiêu đây, đây tới cái cột CG các bạn. Thì cái dòng cái ô này nó quy định cái tỷ lệ cái file quy định rớt đồ của nó, drop của bot à. Nhưng mà ở đây nó bị trong thì mình phải cần phải thêm á, thì cái đường dẫn của nó là bao nhiêu thì bạn quay lại cái thư mục này, thư mục setting này, các bạn vô cái phần drop rate này, tiếp theo là thư mục bot này, tiếp theo là thư mục new bot này. Có ở đây nó có file là huka.ini này, thì bây giờ mình sẽ copy cái đường dẫn này ha, các bạn để trên cái thanh đường dẫn này này. Rồi các bạn copy từ cái chữ setting ha, trước chữ setting nó có cái dấu gạch đó, copy cái đoạn đó còn nó c, rồi quay lại đây các bạn dán thuốc đây, mình kiểm tra lại ha, setting drop rate bot new bot rồi, nhưng mà nó thiếu cái tên file nữa, các bạn gạch chéo một cái, gạch cái dấu gạch sẹt phía trên cái phím enter đó các bạn. Đó thì ở đây nó có cái file ok.ini này, các bạn copy cái tên cái file này này rồi dán vào đây, ctrl v enter cái, rồi kiểm tra lại cái đường dẫn ha, kiểm tra cho đúng chất bạn, setting này, drop rate này, bot này, new bot, huka.ini, ok vậy là xong ha. Mình sẽ ctrl s để lưu lại, save lại rồi cho nó xuống. Mình cần phải đồng bộ với server ha, mình mới có chỉnh ở cái phần client thôi. Các bạn quay lại cái thư mục server 1 này, thư mục setting. Ở bên này thì cái đường dẫn client cũng đúng đúng ha. Các bạn chọn đường dẫn client setting. Cái file đó là npcs.txt này, mình vừa mới sửa xong đó. Các bạn kích chuột phải chọn upload. Yes, ok. Vậy là nó có thể rớt đồ rồi ha. Rồi cho nó xuống. Bây giờ mình cần khởi động lại cái server ha các bạn. Thì mình tắt theo thứ tự ha, các bạn chú ý ha. Tắt cái này trước này. Tiếp cái số 3 này, cái số 1 này. Cái đầu tiên luôn này, tắt cái này luôn. Rồi thì con bot này nó sẽ xuất hiện lúc 22 giờ ha, nhưng mà hiện tại là mới có 8 giờ 13, tức là 20 giờ 13 đó. Mình cần phải sửa lại lên tới sửa cái giờ này ha, sửa lại thành 9 giờ đi. Mình khởi động trước khi cái server nó chạy xong ha, thì các bạn sửa thành của mình thì mình sửa thành 9 giờ 57 ha, bởi vì cái máy của mình nó chạy là tương đối nhanh, 2 phút là xong rồi. 9 giờ 57 này. Ok. Rồi mình chạy lại bước 3. Chạy. Ok, đã xong rồi này, mình sẽ vô game ha, hiện tại là 9 giờ 59 các bạn, khoảng 1 phút sau nó sẽ xuất hiện nha, mình cần phải vô game trước để mình biết cái thông báo của nó xuất hiện ở đâu ha. Ok, con bot nó sẽ xuất hiện ở mặt Bắc Thảo Nguyên ha, cho nên mình cần phải một số cái lệnh bài đi mặt Bắc Thảo Nguyên này, các bạn mua kỳ trong các cái phần hoạt động đó, có cái mặt Bắc truyền thống lệnh này, mình sẽ mua vài cái ha, 3, 4 cái, 5 cái gì đó, có một xu một cái thôi, 1 tiền đồng một cái thôi, rất là rẻ thôi. Ok, rồi mình sẽ đợi một xíu sẽ có cái thông báo bot nó xuất hiện ở đâu ha. Thôi mình lên mặt Bắc Thảo Nguyên trước luôn đi. Đó, mình đã lên mặt Bắc Thảo Nguyên rồi, cái bản đồ thì một số anh em thì chắc hơi hơi lạ với nó ha, thì nó cái bản đồ này nó sau này thôi, thì các bạn đi thuyền Phong Lan Độ đó, đi thuyền lên bờ Bắc là tới cái mặt Bắc Thảo Nguyên rồi thôi. Thì quái trên đây ngày xưa nó rất là mạnh ha, yếu yếu là lên chịu không nổi đâu. Có mấy con này là đánh hình như là rớt đồ tím 6 dòng đó bạn, phổi tím 6 dòng đó, thì nó rất là mạnh nha. Thì mấy con này mình đánh cũng họ cũng đồng ý đánh, mình đánh một cái chết thôi. Sơn Hà xã Tắc nó xuất hiện rồi các bạn, mặt Bắc Thảo Nguyên này, tọa độ là 188152 ha, mình chỉ cần một sửa một dòng là nó xuất hiện thôi. 188 trên 152 ở đâu, vào lên ngựa.
rất là xa, nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một số cái tọa độ ở mặt Bắc nha. Đây các bạn ơi, nó cái con này rất là khủng nha, nó giải bùa liên tục nha các bạn. Bút bùa nó không không được đâu, nó có cái chiêu 120 của võ đan hay sao đó. Đó mình thử mình đánh nó ha. Mình đánh nó sẽ có một cái điều đặc biệt, nó chạy chạy chạy, nó xuất chiêu đó nó chạy, cái chiêu đó lắm. Ôi trời. Mình đứng im vậy mà vẫn chết đây. Trời ơi, không hiểu luôn á. Chỗ này. Dã man thiệt. Chỗ này nè. Ôi trời ơi. Lần này mình phải cẩn thận hơn xíu ha. Đâu rồi? Đâu gần gần đây này. Đây. Đó, các bạn biết sao chết không? Khi mà con boss này xuống dưới 75% máu, nó sẽ có cái vòng La Hán trận. Nó khốn nạn đấy các bạn. Mình mà đánh xuống 75% máu là có La Hán trận ha. Cho nên mình phải bút hai cái bùa của con lôn này các bạn. Âm âm phản đòn các bạn. Âm phản đòn tầm xa này. Đó, chứ không là nó bá đạo lắm các bạn. Mình sẽ bật tàng hình ha. Để mình đánh cho lẹ mặt. Nãy giờ mình mất thời gian với nó quá đấy. Thôi, mình sẽ bút hai cái bùa trước ha. Hy vọng nó dính bùa kìa. Khó dính bùa rồi. Ô, nó giải bùa các bạn. Khốn nạn chưa? Nó giải bùa liên tục này, mình bút bùa đánh nhanh nè. Ở trời, mình bút bùa nó giải mất tiêu rồi. Nó chạy lại đi. Tàng hình cái đã. Chứ không nó đánh chết. Bây giờ mình phải bút hai cái bùa lên cái đầu của nó. Khi nào có bùa mới đánh được. Đâu rồi ta? Đây 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 đây. Khốn nạn thì chứ. Bút bùa lên này. Rồi nó giải bùa mất tiêu rồi. Đánh nha. Mình đã bút bùa giảm phản tròn rồi mà vẫn chết này. Trời ơi. Nó ghê vậy ta. Con boss này hơi bị khủng các bạn ơi. Không biết đánh nổi đâu đây. Hay là dùng cái chiêu yếu yếu một xíu đi. Mình dùng cái chiêu cấp cấp 50 đi. Cuồng phong sậu điện đi. Cái chiêu 90 có vẻ mạnh quá. Nó phản đòn ghê quá. Đâu rồi? Đây. Bút bùa, chín bùa đi. Trời, nó giải liên tục luôn này. Ô, nó giải lại rồi. Nó giải mất rồi. Nhưng mà đánh chưa này được này. Không chết. Rồi cuối cùng nó cũng chết rồi này các bạn. Nó rớt đồ này ha. Ok, mình sẽ lượm xem nó rớt cái gì đây. Bật này, đi. Cậu đi phù vậy ha. Bây giờ mình tắt cái tàng hình đi đã. Xem cái phần thưởng là gì đây. Mấy cái thương lan lệnh này là mình sẽ đi thợ rèn Lâm An để đổi đồ kim ha. 5 cái quả Bách Niên Huy Hoàng. Một quả là 15 triệu điểm kinh nghiệm này. Khá là phê. Mỗi ngày sử dụng 5 quả. Đài Bạch Câu Hoàng để Đài Bạch Câu Hoàng để ủy thác này mẹ. Cái tử bản lệnh và những cái thương lan lệnh. Mình mở Chí Tôn Bí Bảo ha. Mở cái này thì cần có Huyền Thiên Trì này. Huyền Thiên Trì đâu ta? Để mình vô shop mình mua ha. Mua một số cái nữa. Trời quá trời luôn. Bỏ ra. Sử dụng cái này ha. Thiên Niên Chân Lộ. Oh, dập quả Huy Hoàng vậy. Bỏ hết đi. Hết Huyền Thiên Trì rồi. Nên nói chung là nó ra mấy cái vớ vẩn thôi bạn. Tiên Thảo Lộ rồi Huyền Tinh cấp 7 này. Thiên Niên Chân Lộ để đi thông quả Huy Hoàng được Bách Niên Thiên Niên gì đó. Nói chung là nó cũng cùng bắt thôi bạn. Không có gì cả. Rồi mình sẽ đi thử thợ rèn Lâm An ha. Ở đây thì không dùng thằng anh phù được chứ. Chạy xuống dưới đi. Thôi dùng cái lệnh bài đi. Chụp mình khác.
ba đơn vị. Ok, qua thành Long An, Long An Nam chứ. Ok, mình đi lên gặp thợ rèn thần bí coi đổi được mấy cái đồ gì không, cái này vứt hết đi, không vứt được luôn. Đổi cái tử mạc lên trước. Ok, thợ rèn đâu rồi? Bị cái gì rồi? Rồi đổi trang bị này, dùng lệnh bài đổi trang bị này, một cái tử bản này. Tử bản thiếu lâm quyền đi, thiếu lâm đao đi. Phật châu, tử mãn Phật châu của thiếu lâm đao, quá là ghê luôn hả? Đồ siêu nhân các bạn. Rồi cái kia là thanh câu hay là gì đây, mình nhớ cái gì, thương lan đâu rồi, thương lan đổi thúy yên đao đi, có cái đao hay không, không có đao ở đây, tử hà đao này. Có cái đao của thúy yên coi, tốc độ đánh 112 luôn, kháng hỏa sát thương công kích kỹ năng không có hút nội lực ha, mấy cái đồ này thì không hút. Đổi tiếp thử hai món đó coi, thương lan này, thiên vương chùy, đổi cái chùy đi. Ủa, quá dữ luôn, xác suất đột kích 1%, băng sát 85, thời gian chó 40, quá là dữ à. Rồi một cái cuối cùng này, thương lan đường môn phi đao coi, đổi cái phi đao này. Ủa, quá dữ luôn, tốc 159 bạn, quá là khủng à. Cái này mà thì đường môn phi đao nó đánh tiểu lý là không chạy nổi luôn mày, quá là kì. Ok, đó là những cái lệnh bài mà mình đánh được từ cái con boss Hoắc Khắc ha. Boss rất là lâu rồi, có thể các bạn biết thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn để khởi động lên ha, để rủ anh em đi đánh chung với bạn khá là vui, boss rất là mạnh luôn. Ok, chúc các bạn thành công ha. Một lần nữa ha, xin các bạn cho mình một like này, một bình luận ở dưới ha. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì cho mình xin một đăng ký kênh ha, để đón xem những clip tiếp theo của mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.